Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày 1 tháng 10 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, sang tới ngày hôm nay, toàn miền trời chuyển nắng gián đoạn xen kẽ những khoảng nhiều mây. Mức nhiệt cao nhất trong ngày ở toàn Bắc Bộ phổ biến trong khoảng từ 32 cho tới 34 độ. Nhiệt độ thì không quá cao, nhưng độ ẩm trong không khí thì giảm khá thấp, nên sẽ mang đến cảm giác khô nóng vào giữa trưa và đầu giờ chiều. Đến chiều tối nay, dự báo vùng núi Bắc Bộ sẽ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, với lượng mưa từ 20 cho tới 50mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 70mm. Mưa cũng có xu hướng gia tăng ở các tỉnh miền Trung, với trọng tâm là khu vực phía Nam Trung Bộ, vùng từ Bình Định trở vào cho đến Bình Thuận. Tập trung nhiều trong khoảng chiều và tối nay, cục bộ có những nơi sẽ có mưa vừa mưa to và dông mạnh. Mưa tăng nên nhiệt độ trong ngày ở khu vực này giảm nhẹ còn từ 32 tới 33 độ. Với các tỉnh từ Quảng Ngãi trở ra tới Thanh Hóa, trời ít mưa, có nắng mạnh, nhiệt độ vẫn cao từ 33 tới 34 độ. Tại các tỉnh phía Nam bao gồm khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, sau những ngày tạm giảm mưa thì từ chiều qua, mây đối lưu đã phát triển và gây mưa diện rộng tại đây. Cục bộ đã có những điểm có mưa vừa đến mưa to trong thời gian ngắn. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở vào khoảng từ 10 cho tới 13 độ phía Bắc, kết hợp với gió mùa Tây Nam có số hoạt động mạnh, nên từ nay tới ngày 2 tháng 10, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông tập trung vào chiều và đêm. Cục bộ có nơi có mưa to rất to với lượng mưa từ 30 cho tới 70mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 100mm. Trong đó vùng mưa vừa mưa to tập trung ở khu vực các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng hay miền Đông Nam Bộ là các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai hay khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Do mưa nhiều nên nhiệt ngày cao nhất trong khoảng ở từ 28 tới 30 độ đối với khu vực Tây Nguyên và các tỉnh thành Nam Bộ mức nhiệt sẽ là từ 31 cho tới 33 độ. Trên biển trong ngày mai, vùng áp thấp trên vùng biển Philippines sẽ bắt đầu có xu hướng mạnh lên. Trong 24 giờ tiếp theo, áp thấp di chuyển theo hướng Tây Bắc. Áp thấp dự kiến đổ bộ vào đất liền Philippines trong ngày 4 tháng 10 và tiến vào Biển Đông trong ngày 5 tháng 10. Sau khi đi vào Biển Đông, gặp điều kiện thuận lợi, áp thấp sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến ngày 7 tháng 10, áp thấp nhiệt đới này sẽ chính thức mạnh lên thành bão số 7. Đường đi của bão số 7 trên Biển Đông được dự báo sẽ khá phức tạp. Khi dự kiến bão số 7 sẽ tiến vào vịnh Bắc Bộ và gây ảnh hưởng tới Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ trong ngày 10 tháng 10. Ngoài ra sau bão số 7, Biển Đông có thể tiếp tục đón thêm một cơn bão nữa trong những ngày giữa tháng 10. Tuy nhiên do thời gian dự báo còn khá xa, vì vậy chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi thêm trong những ngày tới và sẽ phát tin cảnh báo về cơn bão này trong các bản tin sau của kênh. Quý vị quan tâm nhớ đăng ký kênh và chú ý đón xem.